Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay ngày 8 tháng 8 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là kệ tivi gỗ hương đá. Thì bên cạnh chiếc kệ tivi này, chúng tôi quay ghép một bộ hoành phi câu đối. Đây là hàng đặt của bác B ở Thanh Hóa, còn chiếc kệ tivi là hàng đặt của anh Đoàn, anh ở Quảng Ninh, anh ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Thì chúng tôi quay chung cùng vào một video. Thì chiếc kệ tivi gỗ hương đá này có kích thước là dài 2m4, cao 74 và sâu là 46. Chiếc kệ tivi này thiết kế buồng giữa là buồng lồi nên quý vị có thể để được tivi từ 60 đến 100 inch. Kệ tivi này có tên gọi nữa là kệ tivi kiểu vát gỗ hương. Hai buồng cánh giữa là chúng tôi đục tổ ong, cũng được chọn vân chọn gỗ rất là đều. Phần mặt này chúng tôi làm dài 1m4, toàn bộ là vân gỗ tự nhiên. Thì trước khi đi vào hoàn thiện thì chúng tôi sẽ quay lại phần mộc một lượt để cho quý khách ở xa không về được, quý khách có thể xem qua YouTube. Đây là toàn bộ là vân loang da báo. Thông số của kích thước chiếc kệ tivi này là dài 2m4, cao 74 và sâu 46. Và một bộ hoành phi câu đối này là hàng đặt của bác B ở Thanh Hóa. Thì kích thước bức hoành phi là dài 1m97, rộng 67. Phần khung là chúng tôi làm dày 7 phân, to 10 phân. Trong lòng ván chúng tôi làm dày 3 phân, chạm 3 chữ Đức Lưu Quang ở phía trong phần cuốn thư. Đây là mẫu mới nhất năm 2020. Và theo như yêu cầu của bác là bộ này sơn son thiếp vàng Đài Loan. Bộ hoành phi câu đối này được làm 100% từ chất liệu gỗ cụ Lào. Kích thước của câu đối là dài 1m97, rộng 27 và dày 4 phân. Bên trên thì đục đầu rơi, ngậm đồng tiền. Phần rèn chúng tôi chạm tứ quý. Và phía dưới là chúng tôi chạm lãng hoa quả đào. Câu đối bên phải này chúng tôi chạm tổ tông công đức thiên niên thịnh. Và bên trái thì chúng tôi chạm tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Trên mình quý vị đang chiêm ngưỡng đây. Thì quý vị ưng mẫu sản phẩm này, quý vị có thể gửi về Zalo cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ Lan Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Và video thì đang được quay trực tiếp tại cơ sở 6 Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất về đồ gỗ đồ thờ của cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm ra. Quý vị hãy bỏ ra từ 5 đến 10 phút để xem video. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. Quý vị có thắc mắc hay muốn xem mẫu sản phẩm mới thì quý vị hãy bình luận ở dưới video. Chúng tôi sẽ tải lên sau. Hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.